chào cả nhà, buổi tối thật là khỏe. Tên tôi là Hoàng Huyền Trang và đến từ Bầu Bàng, Bình Dương. Hôm nay hiện tôi đang làm chủ một cơ sở spa Ruby Trang trong lĩnh vực thẩm mỹ và làm đẹp. Hôm nay Trang đến với cuộc thi tham gia cuộc thi chương trình khiêu vũ online và vũ điệu sống khỏe và giọng ca vàng lần thứ nhất năm 2022. Trang đăng ký hai tiết mục, một là điệu cha 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 và hai là điệu rumba nhảy đôi, với mục đích là giao lưu học hỏi và kết nối đam mê cùng tất cả các bạn. Các bạn hãy bình chọn và share và like cho Trang nha. Số báo danh của Trang là 002. Và xin Trang chúc cho ban tổ chức cùng với ban giám khảo cùng tất cả các bạn thí sinh được trong cuộc thi sắp tới được thành công tốt đẹp. Và cảm ơn tất cả các bạn một lần nữa. Các bạn hãy bình chọn cho Trang là số báo danh là 002. Xin cảm ơn tất cả các bạn một lần nữa. Xin chào và chúc cho cuộc thi được thành công tốt đẹp.